Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã bình luận về hiệu suất của Công Phượng và Văn Toàn trong trận đấu với đội tuyển Palestine. Ông cho biết cả hai đang đối mặt với khó khăn khi thi đấu ở nước ngoài, nhưng cũng lưu ý rằng nhiều cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam chưa chắc có phong độ tốt hơn bộ đôi này. Trận đấu tối 11 tháng 9 tại sân Thiên Trường, Nam Định đã chứng minh những lời nhận định của huấn luyện viên Chaussier. Công Phượng, ngôi sao ghi bàn cho đội tuyển, đã tỏa sáng với một pha ghi bàn kỹ thuật. Dù anh đang gặp khó khăn ở Yokohama FC, Nhật Bản, nhưng khi khoác áo đội tuyển, Công Phượng thể hiện sự phấn khích và tinh thần thi đấu cao. Còn Văn Toàn, dù không ghi bàn, đã đóng góp tích cực trong cuộc chiến trên sân. Ông Chaussier cho rằng thắng của Công Phượng thể hiện gần hết những phẩm chất của tiền đạo từng khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai: tốc độ cao, nhạy bén khi phá bẫy tuyệt vị, tinh tế và kỹ thuật trong khâu kết thúc. Khoảng thời gian khó khăn của Công Phượng ở Yokohama FC có thể đã khiến anh trưởng thành hơn và cống hiến hơn cho đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Philippe Chaussier nhấn mạnh rằng trong môi trường đội tuyển Việt Nam, cả Công Phượng và Văn Toàn đều cảm thấy tự tin hơn và có động lực thi đấu tốt. Dù vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt ở hàng tiền đạo, bộ đôi này đang làm nỗ lực để duy trì vị trí trong đội hình xuất phát của đội tuyển.